Máy massage đóng cửa hồ chính hãng giá là bao nhiêu? Và Sơn xin chào bà con ha. Hiện tại là mình thấy cái dòng như vậy, cái kiểu truyền thống như là dòng đời mới nha, là giá là 2 triệu được bảo hành chính hãng và đang giảm giá là còn 1,8 triệu của chú anh chị nha. Mặc dù nhìn giống như cái kiểu đời cũ nhưng mà nó là dòng đời mới của đóng cửa hồ. Cái dòng thứ hai là pin sạc, hàng chính hãng là 2,2 triệu mà đang được giảm giá là còn 2 triệu của chú anh chị ha. Và cô chú mình cũng thắc mắc là nếu mà mua hàng chính hãng mà có thể rẻ hơn được hay không, tức là nếu mà như mình có thể bán lại những cái miếng dán như vậy cho cửa hàng thì cửa hàng thu lại thì mình sẽ mua được rẻ hơn. Nhưng mà Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình đừng có nên bán đây những cái hàng chính hãng như vậy nè đó, mình sẽ rất là bền những cái phụ kiện đi theo, mình nên mua trọn bộ cô chú anh chị nha. Đó, máy này nó rất là bền rồi và sau này sau khi mình xài 3 năm 4 năm 5 năm mình sẽ phải mua thêm những miếng dán như thế này, nên là mình đừng có bán đi để sử dụng rất là tốt nha. Rồi cái hàng này hàng đời mới là được bảo hành 3 năm, giá là hiện tại bên sức khỏe 60 giây là 1,8 triệu nha, đầy đủ phụ kiện, hai miếng dán lớn nè, hai miếng dán 48 miếng dán nhỏ và hai miếng lót bằng chân, là hàng chính hãng luôn nha. Hoàng Sơn khuyên cả nhà mình nên mua trọn bộ sẽ rất là tốt cho mình và sử dụng được bền hơn. Còn cái dòng pin sạc này nè là hiện tại là 2 triệu cô chú anh chị ha, được bảo hành chính hãng luôn và phụ kiện đi theo cũng tương tự. Rồi có gì thắc mắc thì cô chú anh chị mình có thể gọi cho Hoàng Sơn. Mình mua hàng chính hãng thì mình sẽ được kiểm định chất lượng nè, kiểm tra về độ an toàn về điện nè và được bảo hành, và sau khi hết bảo hành mình vẫn có thể gửi về để hãng hỗ trợ sửa chữa. Rồi chúc cô chú anh chị mình giữ sức khỏe, có gì thắc mắc thì gọi cho Hoàng Sơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.